Đây là người đàn ông thê thảm nhất trên thế giới, đang đi dạo trên biển, trượt chân một cái liền bị trượt xuống vách đá, mà bên dưới vách đá có một tảng đá ngầm. Anh ta cố gắng bấu víu trên mặt cát bằng cả hai tay, nhưng không có gì để bám vào, nên cơ thể vẫn trượt xuống. Và đã trượt xuống đến lưng chừng vách đá rồi, phải làm sao bây giờ? Trong lúc nguy cấp, đột nhiên người đàn ông đã dừng lại. Thì ra anh ta đã sử dụng tuyệt kỹ, lấy mặt phanh xe tăng diện tích ma sát của cơ thể với nền cát, nhưng cũng không thể quỳ đầu mãi được. Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn lên bên trên, không có một ai cả, chỉ có chiếc ván nứt rỗng. Lúc này cơ thể lại bắt đầu chuyển xuống dưới. Người đàn ông chỉ biết hét lớn, bây giờ rơi xuống vách đá thì chỉ có chết mà thôi. Nhìn thấy sắp rơi xuống vực, người đàn ông chỉ có thể tiếp tục dùng mặt làm lá phanh. Cuối cùng anh ta cũng dừng lại được. Lúc này, điện thoại ở trong ba lô của người đàn ông đổ chuông. Trời ơi, lúc này còn có ai gọi điện thoại cho tôi vậy? Đúng rồi, có thể xin giúp đỡ. Mà người đàn ông dùng tay phải cố gắng lấy chiếc điện thoại, nhưng vừa nhấc tay lên thì cơ thể lại bắt đầu chút xuống. Cứ như vậy giữ được trong 3 phút, anh ta đổi phương án, dùng mặt và tay phải để giữ, nhấc tay trái lên vừa lấy điện thoại, nhưng điện thoại lại ở bên phải của ba lô, dùng tay trái để lấy điện thoại là vô cùng khó khăn và vẫn không lấy được, cơ thể lại bắt đầu chuyển xuống. Dưới đây là dốc đứng nên dùng mặt anh lại cũng vô dụng, phải làm sao đây? Nhìn thấy người đàn ông sắp rơi khỏi xuống vách đá, trời ơi, người đàn ông ấy lại dừng lại ở mép vách đá, thì ra là ở đây chân có thể dẫm lên phần nhô ra một chút của vách đá, chỉ là trong tư thế này người đàn ông không dám nhúc nhích một chút nào. Người đàn ông cố gắng kiên trì một tiếng rồi nhưng mất quá nhiều sức lực, cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Người đàn ông này tên là Alvaro Vicario, vốn là một cao thủ lướt sóng, một mình lái xe đến nơi hoang vu không một bóng người này, vốn định đi lướt sóng để thư giãn, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Phía bên dưới sóng đang nhịp nhàng đánh vào vách đá, nước bắn tung tóe cao đến vài mét. Tay của Alvaro sắp không còn sức lực nữa, anh ta nhìn xuống chân vách đá, nghĩ ra một kế hoạch. Bây giờ chỉ có hai con đường, hoặc là ngã xuống dưới, hoặc là rơi xuống một cách nhịp nhàng. Anh ta bắt đầu tính toán thời gian, mỗi con sóng vỗ vào vách đá. Con sóng thứ chính là con sóng lớn nhất. Nếu như anh ta có thể rơi xuống vào lúc con sóng thứ chính vỗ vào vách đá để nước biển làm điểm đỗ cho anh ta, thì có thể sẽ giữ được một mạng. Alvaro không ngừng lặp đi lặp lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh ta đếm đến 8 thì sẽ nhảy xuống. Bởi vì mất khoảng 1 giây để rơi xuống, như vậy thì sẽ có thể rơi xuống con sóng thứ 9. Cuối cùng, Alvaro căn chuẩn thời cơ rồi buông tay. Nhưng người tính không bằng trời tính, con sóng thứ 9 lại không dâng lên, anh ta liền rơi xuống nước. Thì ra Alvaro đã tính sai, với độ cao này thì chỉ mất 0,5 giây là có thể rơi xuống biển, do lực tác động vô cùng lớn của việc rơi tự do, nên dù rơi xuống dưới nước, nhưng lưng và đùi của Alvaro vẫn va vào đá ngầm ở dưới đáy biển. Alvaro chịu được cơn đau bơi lên mặt biển. Cái lạnh tê bút của nước biển khiến anh ta tạm thời không biết được hiện tại vết thương nghiêm trọng thế nào. Anh ta cố gắng trèo lên hòn đá gần nhất. Lúc này anh ta vẫn đang vui mừng vì vẫn còn sống. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến Alvaro thấy sống không bằng chết. Alvaro nghỉ ngơi 10 phút rồi ngồi dậy, phát hiện là bàn tay đã bị chảy xước. Alvaro đứng dậy định đi vài bước, đột nhiên dưới chân cạch một tiếng, anh liền ngã xuống dưới. Cơn đau khiến anh ta ngất đi. 30 phút sau anh ta tỉnh lại, thấy mông vô cùng đau đớn. Anh ta vén quần xuống xem thì xương chậu đã bị gãy. Anh ta cử động ngón chân thì thấy vẫn có thể cử động được. Điều này cho thấy rằng cột sống thắt lưng vẫn chưa gãy. Alvaro bắt đầu lục ba lô của mình để lấy chiếc điện thoại ra, nhưng điện thoại đã bị ngấm nước, màn hình cũng đã bị vỡ. Alvaro vô cùng tuyệt vọng, biết thế này thì đầu tư thêm tí một cái điện thoại chấm nước thì tốt biết mấy. Trong ba lô cũng không có gì có thể dùng được nữa, mang theo quyển sách có tác dụng gì cơ chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Alvaro nhìn lên vách đá hét lớn kêu cứu, nhưng đây là nơi hoang vu không có người sinh sống. Tiếng kêu cứu của anh ta đã bị sóng vùi lấp rồi. Alvaro bắt đầu hối hận, tại sao mình lại đến nơi này? Alvaro cởi áo ra để băng bó tay bị thương. Do mệt quá nên Alvaro đã ngủ thiếp đi. Đến khi anh ta tỉnh lại thì nhìn thấy thủy triều đã bắt đầu dâng lên. Nếu không rời khỏi nơi này ngay thì sẽ bị nhấn chìm. Anh ta đeo ba lô nhảy xuống biển, chuẩn bị bơi vào bờ. Đôi chân của anh ta hoàn toàn bất động, chỉ có thể dùng tay để kéo cơ thể nặng nề của mình. Bơi trong tuyệt vọng nhưng mới bơi được vài mét thì Alvaro đã mất hết sức lực và chìm xuống biển. Thì lẽ nào anh ta sẽ chết như vậy sao? Khi Alvaro sắp bỏ cuộc thì người yêu của anh ta lại xuất hiện trước mắt. Anh ta đã bắt đầu xuất hiện ảo giác bởi vì cãi nhau với người yêu nên mới một mình đi đến nơi này thư giãn một chút trong ảo giác. Anh ta và người yêu đã làm lành, hai chân cũng có thể cử động được. Người yêu mang ván lướt sóng đi ra biển còn không ngừng quay đầu lại mỉm cười với anh ta. Cổ vũ Alvaro nhất định phải cố gắng sống sót. Alvaro vẫn đang chìm xuống và nhả ra bong bóng tử thần. Người yêu đã cho anh ấy thấy hy vọng, hai chân đạp xuống đáy biển và bật nhảy lên. Anh ta cố gắng dùng hết sức lực của cánh tay, cuối cùng cũng ngoi lên được khỏi mặt nước. Alvaro cố gắng bơi vào bờ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng làm thế nào để có thể được giải cứu đây? Alvaro trong một lần đi lướt sóng một mình, không may rơi xuống vách đá dẫn đến bị thương rất nghiêm trọng. Gọi trời trời không thương, gọi đất đất không nghe. Alvaro đã bị mắc kẹt 24 tiếng. Anh ta tỉnh lại một lần nữa thì trời đã sáng rồi. Vết thương sau khi bị ngâm trong nước biển thì bắt đầu sưng tấy và có mủ. Đám ruồi vây quanh vết thương, chúng không thể đợi thêm được nữa, muốn thưởng thức thì bị hoại tử ngay. Bây giờ Alvaro viết SOS trên bãi biển, hy vọng có người có thể nhìn thấy và đến cứu anh ta.
nhưng trong lòng anh ta cũng biết rõ đây là nơi hoang vu, anh lại đến đây cơ chứ. Lúc này, một nửa chiếc ván lướt sóng dạt vào bãi biển, Aro như nhìn thấy hy vọng được cứu sống, cố gắng bò đến chỗ và nước sóng. Không may, một con sóng lớn lại ập đến, cuốn anh ta và ván lướt sóng ra biển. Aro thấy chuyện không ổn, vội vàng bám vào tảng đá, nhưng tảng đá quá trơn, không thể nào bám vào được. Anh ta vội vàng cởi ba lô ra và treo quai ba lô lên, rồi bám chặt vào đó. Lúc này có một chiếc trực thăng bay ngang qua, Aro ngẩng đầu lên, hét lớn kêu cứu trong biển cả bao la, còn người quá nhỏ bé, trực thăng bay đi không thể quay đầu lại. Đúng lúc này, từng đợt sóng lớn đánh vào người anh ta, sau khi ăn và uống no một bụng nước biển thì lại ngất đi. Khi thủy triều dần rút xuống thì một con chim biển bay đến đứng trên mỏm đá và bắt đầu mổ thịt từ vết thương của Aro. Cơn đau đã đánh thức anh ta, lập tức tỉnh dậy và đuổi con chim biển đi. Lúc này anh ta nhìn thấy một lon đồ uống trên bãi biển ở đằng xa, liền vội vàng bò qua đó, nhưng bên trong lại chỉ có nước biển. Aro thất vọng vứt cái lon đi, cánh tay lại bị một cái lưỡi câu móc vào xuyên qua thịt. Anh ta cố chịu đựng cơn đau để gửi câu ra. Aro khó khăn treo lại cảnh tảng đá để nghỉ ngơi, bắt buộc phải tìm được nước để uống, nếu không thì sẽ chết vì khát. Aro nghĩ ra một cách, anh ta lấy nhôm được trong ba lô ra, đào một cái hố trên bãi cát, rồi lót giấy nhôm xuống dưới, chuẩn bị thu nước tiểu của mình. Nhưng cơ thể anh ta đã bị nội thương, điền đã bắt đầu đi tiểu ra máu. Xem ra cơ thể anh không còn trụ được bao lâu nữa. Trong lúc tuyệt vọng, trên trời xuất hiện sấm chớp, mây đen kéo đến. Xem ra sắp mưa rồi. Aro vô cùng hưng phấn, nhanh chóng đắp chiếc lon, cẩn thận trải giấy nhôm ra. Cuối cùng cũng có hạt mưa rơi xuống người anh ta. Aro ngẩng đầu lên, há to miệng đợi trời đổ mưa. Không ngờ ông trời đang trêu đùa, anh ta hắt hơi một cái rồi bỏ đi. Cái lon chỉ chứa được vài giọt nước, anh ta liếm hết nước trong lon và trên giấy nhôm, khó khăn lắm mới có thể vượt qua được. Đêm nay, Aro bị mắc kẹt trên bãi biển đã 2 ngày 2 đêm rồi, cơ thể bị thương, không có nước và lương thực trên biển bắt đầu đến ăn thịt ở vết thương. Cơn đau khiến anh ta tỉnh dậy, cầm gậy gỗ bên cạnh đuổi nó đi, nhưng trên biển không hề bay đi xa. Chúng đứng ở trên tảng đá ngầm nhìn về phía Aro đang bị thương, kiên nhẫn chờ đến lúc anh ta chút hơi thở cuối cùng rồi sẽ đến để thưởng thức bữa ăn này. Muốn ăn tàu à, đâu có dễ như vậy. Ai ăn ai có chứ biết đâu. Aro cũng đang rất đói. Anh ta nắm chặt gậy gỗ, nhắm chặt mắt, giả vờ chết. Lúc này chim biển lén lút lại gần Aro. Một đầu gậy gỗ của Aro có mấy cái đinh, nhất định là muốn một phát đập chết luôn. Khoảng cách cũng tương đối tốt rồi. Aro dậy vỗ lên đập về phía chim biển, nhưng vẫn chậm quá, không đánh trúng. Aro hét lớn, đi ăn cá của mày đi, đừng đến làm phiền tao nữa, tao vẫn còn sống. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Anh ta theo tiếng chuông tỉnh đến, đào chiếc điện thoại từ dưới cát lên. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh bố mẹ lâu nay không gặp. Trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy người thân nhất, Aro khóc lóc cầu cứu đầu dây bên kia nhưng họ không có phản ứng gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thì ra đây là video trong album của điện thoại, không phải là video kết thúc thì cũng là lúc điện thoại bị hỏng hoàn toàn. Aro vô cùng hối hận vì trước đây đã không đối xử tốt với bố mẹ và người yêu. Anh ta nằm trên bãi biển nhìn về phía xa. Chữ SOS anh viết trên bãi biển đã bị nước cuốn trôi. Trong lúc tuyệt vọng thì anh ta nhìn thấy phía xa xa có một chiếc thuyền, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng đây là cơ hội cuối cùng rồi. Anh ta quyết định là một fan. Aro không hề do dự chịu được cơn đau bây giờ ngoài biển, cho dù sóng biển có đánh thế nào, lần này anh ta sẽ không bỏ cuộc. Nhưng sóng biển quá mạnh, anh ta lo lắng tấm ván sẽ bị trôi đi nên đã dùng dây buộc vào cổ tay, bình hai tay dùng hết sức cơ thể đã bò được lên tấm ván. Lấy ván lướt sóng làm thuyền, cánh tay làm mái chèo, cứ như vậy Aro ôm hy vọng sống duy nhất bơi ra giữa biển. Nhưng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Aro đã kiệt sức, liền nằm hôn mê trên tấm ván. Một con sóng lớn ập đến đánh Aro rơi xuống nước, sợi dây ở cổ tay cũng đã bị đứt, anh ta đang chìm dần xuống đáy biển. Lúc này trên mặt biển xuất hiện một bóng đen cực lớn, thì ra là một chiếc thuyền cứu hộ. Họ nhìn thấy tấm ván lướt sóng nổi lên mặt nước, nhân viên cứu hộ lại xuống dưới biển kéo Aro lên. Nếu như muộn một phút nữa thì Aro sẽ bị chôn vùi dưới biển. Sau đó, trực thăng cứu hộ đến, Aro cuối cùng cũng đã được cứu. Hai ngày sau, Aro mở mắt ra một lần nữa thì đã nằm trên giường bệnh ấm áp rồi. Mặc dù vết mổ vẫn còn đau nhưng mọi thứ xung quanh đều cho anh ta cảm giác an toàn mà không gì có thể sánh được. Bạn bè nói với Aro, người thợ lặn cứu anh chính là người yêu của anh ta. Nhưng bây giờ cô ấy đã rời đi rồi và ôm mặt khóc vì hối hận. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra chính là người yêu của Aro. Sau khó khăn này, Aro sẽ phải bắt đầu lại một cuộc sống mới. Aro lại đi đến bãi biển đó. Lúc này có một người đàn ông đứng ở bên cạnh anh ta. Người đàn ông này chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. Aro Abella. Đây là bộ phim Lênh đênh trên biển được cải biên từ câu chuyện có thật. Câu hỏi của bộ phim, các bạn có biết bơi không? Nếu có, hãy bấm phím 1, nếu không hãy bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!